Phạm Văn Trội bị bắt vì tội hoạt động lật đổ chính quyền. Theo thông tin từ Facebook Nguyễn Tường Thụy, sáng lập viên, cựu chủ tịch Hội Anh em Dân chủ, Phạm Văn Trội đã chính thức bị công an đọc lệnh bắt, khởi tố theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vào 10:30 ngày hôm nay 30 tháng 7 năm 2017. Ông Phạm Văn Trội được biết đến là một nhân vật chống đối Đảng Cộng sản quyết liệt ở Việt Nam, từng bị bắt xử tù về hành vi tuyên truyền chống nhà nước với bản án 4 năm tù giam, 4 năm quản chế, cùng với hai nhân vật khác là ông Trần Đức Thạch, sinh năm 1952, thường trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An, Vũ Văn Hùng, sinh năm 1966, thường trú tại khu tập thể chi cục thú y phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, trong các ngày mùng 6, mùng 7, mùng 8 tháng 10 năm 2009. Khi đó, ông Phạm Văn Trội đã bị bắt ngày 11 tháng 9 năm 2008 và bị Tòa án Hà Nội kết tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 8 tháng 10 năm 2009 với bản án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế tại địa phương. Hành vi bị kết tội là viết bài đơn tố cáo về chính sách an ninh của nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 11 năm 2006 với nội dung xuyên tạc sự thật, vu cáo nhà nước đàn áp dân chủ, có nhiều cuộc trả lời phỏng vấn điện thoại vu khống bị công an, quần chúng nhân dân đàn áp đánh đập. Tuy nhiên, ra tù, Phạm Văn Trội cũng như Nguyễn Văn Đài đang bị khởi tố, bắt lần hai về tội tuyên truyền chống nhà nước, vẫn ngựa quen đường cũ, cùng nhau tuyên bố lập ra Hội Anh em Dân chủ, không giấu giếm mục tiêu thay đổi chế độ chính trị hiện nay. Trội tuyên bố, Hội Anh em Dân chủ không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam mà cũng không cần phải xin phép, chỉ phải tuân thủ những quy định của Facebook là nhà cung cấp dịch vụ và luật pháp Hoa Kỳ, luật pháp quốc tế. Tuyên bố hoạt động nổi bật là tổ chức các chương trình huấn luyện, đào tạo các kỹ năng để đối phó khi bị chính quyền, công an sách nhiễu. Rõ ràng là một tổ chức lấy việc huấn luyện, đào tạo cho nhau cách chống lại pháp luật, công an để hoạt động chống nhà nước. Nhóm này đã bị dư luận tố cáo là tổ chức tay sai của Việt Tân do bà ủy viên Trung ương tổ chức khủng bố Việt Tân Hà Đông Xuyến với Nick Dân An đứng sau điều hành. Hà Đông Xuyến đã được Bộ Công an đưa vào danh sách đối tượng khủng bố bị truy lùng trên cổng thông tin điện tử. Bất cứ ai hợp tác, ủng hộ, làm việc theo chỉ đạo của Hà Đông Xuyến đều có thể bị kết án hoạt động chống chính quyền nhân dân. Tiếp sau khi bắt Nguyễn Văn Đài, Trần Thu Hà, việc Phạm Văn Trội bị bắt theo tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền cho thấy nhiều khả năng dàn sáng lập viên của tổ chức này sẽ cùng vào tù với Đài và Hà cho có anh có em, đúng như tên gọi của Hội Anh em Dân chủ.